cái giảng giải của bán nhã tâm kinh thì cô không bao giờ ôm cái đó cho tới giờ phút này, hiểu không? Cái chữ sắc tức thì không á, không có nghĩa là thấy mà như không thấy, nó không phải vậy. Sắc tức thì không là người ta muốn nói cho biết rằng những cái gì mà hiện tượng nó đã tạo nên, nó đều do mượn nhiều cái yếu tố khác để nó làm nên cái này. Ví dụ cái này mình gọi là giấy, nhưng mà giấy này làm từ cái gì? Gỗ. Hiểu không? Ai luôn, em hiểu thầy. Em hiểu. Hẳn nhiên rồi, từ cái chén này. Thì mình hiểu như vậy để chi? Mình hiểu để chi? Mình hiểu để này để chi? Để mình không có chấp nó và mình biết được rằng cái miếng giấy này nó được cấu tạo bởi rất nhiều những yếu tố để mình biết trân quý nó và sống không có phải. Thí dụ người ta gọi là cái tờ giấy, nhưng mình vẫn biết được bản chất tờ giấy này được làm bằng những cái gọi là cây, mà trong quá trình nó có nhiều, có nước, có lửa, có không khí, mọi thứ để nó làm nên cái tờ giấy này. Hiểu như vậy để ai có gọi nó là gỗ đi nữa mình cũng không có buồn, là tại người ta cũng thấy được một yếu tố của nó. Trong người của cô, ai gọi cô gọi là chị Thụy bà nước không? Nhưng mà cô không có nước, cô sống không? Vậy thì cái sắc của cô này được hình thành có phải một phần nước trong này không? Nước đâu phải cổ, nhưng mà không có nước là cổ chết. Vậy thì không phải sắc tạo nên cô sao? Nước tạo nên cô sao? Không phải là người cô ăn từ gì? Ăn rau, rau từ đâu? Rau từ đất. Rồi mình ăn thịt bò, bò lấy cái gì nuôi? Cỏ. Mà cỏ từ đâu? Đất. Mình ăn vô để mình dưỡng cái sắc thân này. Như vậy thì ngay cái thân này nó cũng mượn của rất nhiều những yếu tố khác. Vậy thì cái sắc này không phải một mình nó mà nó có mặt được, mà nó phải nhờ rất nhiều những cái duyên khác. Cái đó gọi là sắc tức là không, mà chữ không này không có nghĩa là không có gì hết, mà chữ không này là không thật có, nó chỉ tạm mượn để nó có mặt. Nếu mà cô có trà mà không có nước sôi thì cô không có nước trà. Vậy thì nước trà này, nếu với cái giảng giải quán nhã tâm kinh, nước trà này được làm bằng nhiều yếu tố chứ không phải là chỉ có một mình thôi. Cái chữ không trong chữ Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói đây không có nghĩa là nothing, không có nghĩa là không có gì hết, mà là not real, không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Not real. Nếu mà không có gì hết là nói bậy, rõ ràng có cái bàn mà tại sao nó không có cái bàn? Cái này có là cái bàn, nó là một cái sắc, nó là có, nhưng mà cái có này một cách rất màu nhiệm là gì? Không có cưa, không có bạc bào, không có đinh, không có nước sơn thì không có cái bàn. Vậy thì cái sắc này được làm bằng những cái không phải là bàn, như là gỗ không phải bàn, nước sơn không phải bàn, đinh không phải bàn, những cái không phải bàn mà nó có mặt để thành cái bàn. Vậy thì cái sắc này là có nhưng mà không thật có. Bây giờ lấy cái đinh dỗ, lấy búa dỗ nó ra thì nó không gọi là cái bàn nữa, tức là thành gỗ, là đinh. Lấy đinh gỗ ráp lại gọi là cái bàn. Rồi bây giờ lấy cái bàn, lấy bốn cái chân chổi nó lên thì nó thành cái ghế. Hiểu không? Như vậy sắc nó cũng không có bao giờ nó mãi ở cái hình đó. Ví dụ lỡ là như cái này có thể hồi xưa cái này là cái bàn cao, do gãy hết chân này, ta cưa luôn, ta làm bàn thật. Tất cả là do mình, rồi mình đặt nó cái tên. Vậy thì cái danh đó nó có thật không? Cũng tạm đặt. Cái này mình gọi là cái chung. Người bắt vô cái cốc, đúng không? Rồi người Mỹ kêu cái cốc, cũng là một cái hình dáng này, nó có ba tên. Vậy thì cái tên là do ai đặt? Do mình đặt. Nhưng mà lỡ ví dụ một đứa nhỏ xíu nó ăn thích lắm, lấy cái này làm cái chén nhỏ thì đối với nó là cái chén. Vậy thì chén là chung gì? Cũng là cái tên gọi thôi. Mình hiểu nó như vậy để không có vướng mắc. Cái mục đích của Bát Nhã Tâm Kinh á, dạy cho mình để mình hiểu được bản chất thật của mọi sự mọi việc để đừng có khổ đau.
Bây giờ quý vị gọi đây là ly nước sạch phải không? Thật sạch không? Nếu lấy cái kính hiển vi mà rọi vô đây nó thật sạch không? Tại mình không thấy thôi. Và xin lỗi, mình uống vô đây rồi 2 tiếng đồng hồ sau mình cho nó ra đó, tất cả nó đi về cái đường cống chính hết. Rồi nó vô cái chỗ mà lọc nước á, nó lọc xong rồi nó chuyên nước vô lại cho mình uống. Vậy thì cái tịnh mà mình đang uống đây nó tự cái gì? Từ cái dơ. Thì Bát Nhã Tâm Kinh là bất cấu bất tịnh là đúng gì nữa, không dơ không sạch. Cái sạch nó cũng là tại nó lọc mới gọi là sạch thôi. Mà cái sạch mình nói là tạm thấy với con mắt của mình thôi. Chứ lấy cái kính hiển vi mà rọi vô nữa thì nó cũng không thật sạch đâu. Rồi con người của mình nè, đó, mình tắm rửa, mình kêu là ô tôi sạch rồi, sạch hết không? Sạch hết không? Chỉ cần lọc cái miếng da mỏng này thì trong này biết bao nhiêu tạm. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đây nè, bây giờ đây là đi nước phải không? Uống vô miếng, vậy đây giảm phải không? Ở đâu tăng? Trong đường này nó tăng. Rồi lát mình đi tiểu thì trong này giảm, ngoài đường, ngoài cống nó tăng. Cái đó mình lấy một miếng đất, mình xúc miếng đất chỗ này lên, nó lõm chỗ này, rồi là giảm không, mình đắp qua đây làm sao nó tăng. Cuộc sống này chỉ là một sự bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Đó, đây nè, bây giờ quý vị thấy chén này là chén canh sạch. Sạch với ai? Sạch của Pháp Hòa thôi, tại Pháp Hòa ăn rồi, cho nên nó của Pháp Hòa, cho nên Pháp Hòa nó sạch. Nhưng mà đưa qua người khác không? Đây là dơ của người ác ăn. Rõ ràng của một chén mà tại sao bên tay người này thì mình kêu là sạch, mà đưa qua người khác mình kêu là dơ? Tại vì nó sạch là sạch với cái người chủ nhân của chính nó. Rồi bây giờ quý cô uống cái ly của quý cô rồi, thì đối với quý cô là ly này là ly sạch, tại vì ly của quý cô. Nhưng Pháp Hòa thấy cho tôi mượn không? Dạ không, cái ly này dơ, để đánh cọc. Cũng là một cái câu, một cái ly đó mà cọc lên tình hai cái cách nó chịu. Bát Nhã Tâm Kinh dạy cho mình những cái lý thuyết đó không phải để mình đi tranh luận, mà để cho mình thấy bản chất thật của cuộc sống. Sạch dơ, thêm bớt gì toàn là do mình. Mình đưa nó ra. Nó xin lỗi, cũng là đàn ông và đàn bà, nhưng mà phải đặt trước hết để gọi. Vậy thì nhớ cái danh này là giả hay thật? Giả. Giả thôi. Giả danh thôi. Hồi mình mới sanh ra, má mình đặt tên là Đại. Tới hồi đi quy y đặt tên là Thiện. Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ mình lại có tên Thiện. Thiện thì giống thầy đó đặt. Rồi mình bây giờ hạ thói danh và con có dịch Thiện. Ví dụ vậy, Thiện Tâm, Thiện Đức gì đó. Và tất cả chỉ là cái tạp chưa.